Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với lại kênh YouTube của Tiểu Phương Crypto nha. Thì hôm nay Phương sẽ phân tích một chút về cái thị trường crypto ngày hôm nay cũng như là những cái dự án IDO sắp tới và những cái sự hợp tác của những cái sàn lớn với nhau nha. Thì hiện tại các bạn có thể thấy được rằng BTC nó đang giảm xuống chỉ còn 33.400 thôi. Thì đây là một cái mức giá khá là thấp so với những ngày qua vào buổi tối. Thì hiện tại chúng ta cũng đã thấy được rằng BTC đang trong cái đà downtrend rất là mạnh, và các bạn tham gia vào thị trường crypto này cũng cẩn thận để mất công có thể là sẽ bị dễ dàng bị bắt dao rơi vào những cái lúc như thế này. Và tiếp theo các bạn có thể thấy rằng không chỉ riêng về cái đồng BSC có mức giảm cao mà tất cả những cái đồng khác thì đều có mức giảm như thế. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi về thị trường fiat, là những cái cặp coin ở trên USDT. Thì các bạn có thể thấy là BNB, ETH cũng như là những cái đồng coin lớn khác thì nó đều giảm trên mức 20%. Thì thông thường những cái mà giảm trên mức 20% là những cái lúc mà bạn có thể entry vào lệnh đẹp. Tuy nhiên trong lúc thị trường biến động và những cái tin xấu liên tục xảy ra như thế này thì bạn không nên vào lệnh, cũng như là phải quan sát những cái biến đổi của thị trường để có thể mà tìm được một cái điểm vị thế đẹp để mà vào lệnh một cách an toàn. Một cái tin mà về sàn Hopi mình vừa nhận được thì mình cũng không biết là nó có chính xác hay không, nhưng mà ở đây thì sàn Hopi đã thông báo với người dùng Trung Quốc về việc mà họ sẽ ngừng cung cấp những cái dịch vụ cho người dùng ở chuỗi Trung Quốc, và những người mà đã mua máy khai thác Bitcoin sẽ bị đưa ra khỏi kệ. Tuy nhiên Hopi cũng thông báo rằng là máy khai thác Phi thì sẽ không bị ảnh hưởng. Thì lúc này chúng ta có thể thấy rằng là để hưởng ứng được cái việc mà chính phủ Trung Quốc cấm đào Bitcoin và tham gia vào thị trường này, và tham gia vào thị trường giao dịch tiền điện tử, thì những cái sàn như là Huobi thì đều đã đưa ra những cái chính sách để không cung cấp dịch vụ cho người dùng Trung Quốc để hưởng ứng cái chính sách này. Thì đây là một điều bất lợi, khá là bất lợi đối với thị trường crypto, bởi người dùng Trung Quốc là một trong những nơi mà có cái người dùng và tham gia giao dịch về thị trường crypto tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Tiếp theo đây Phương cũng sẽ thông báo về cái IDO Binance sắp tới của BSCS. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái dự án Lao Bát này là một cái dự án độc quyền ở trên BSCS mang tên là Binance. Thì chi tiết của cái dự án này sẽ diễn ra vào lúc là ngày 1 tháng 6 vào lúc 2 giờ chiều. Thì mã cung cấp ở đây là BNU, tổng nguồn cung cấp là 200 triệu BNU và mã thông báo sẵn bán là 1 triệu. Thì vốn hóa thị trường ban đầu mà cái dự án này cần gọi đó chính là 360.000 đô, bao gồm cả thanh khoản trao đổi, và bán với giá là 0,09 đô một BNU, thì tổng số tiền tăng lên có thể là 90.000 đô la. Tiền tệ dùng để hoán đổi cái đồng BNU này là đó là đồng BUSD. Thì trong đây thì người dùng cần phải là đặt cọc trước BSCS ở trên cái link trang web này, thì Phương sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có dễ thực hiện cũng như là những cái thông tin chi tiết về cái dự án này. Thì cái thời hạn tính xác định đủ điều kiện là từ bắt đầu từ bây giờ cho đến hết ngày 31 tháng 5 vào 2 giờ chiều. Thì có hai vòng mở, vòng BSCS sẽ mở vào lúc 2 giờ chiều ngày 1 tháng 6, và vòng cộng đồng SCFS sẽ mở vào 1 tháng 6 là lúc 5 giờ chiều. Và những cái thông tin chi tiết ở đây thì Phương sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn thấy nữa. Rồi yêu cầu về cái wallet thì các bạn phải tham gia vào cái Telegram nào. Tham gia vào cái Telegram của BNU, tham gia vào cái Telegram của BSC Station, follow cái trang Twitter của BNU và cũng như follow cái trang Twitter của BSCS. Thì sau đó thì các bạn sẽ tạo một cái tweet với lại cái hashtag là BSC Station và BNU và chia sẻ link ở trong wallet. Thì khi mà các bạn làm xong những cái bước này rồi thì các bạn sẽ vào cái biểu mẫu này, Phương cũng sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng đăng ký vào và nhấn vào gửi để tham gia vào cái wallet IDO Binance này.
Tiếp theo là sẽ về cái việc mà MXC nó sẽ đưa cái BSCS này vào trong cái giao dịch của nó và khu vực đổi mới của nó, và sẽ dành là 25.000 BSCS. Thì cái hoạt động chi tiết ở đây thì nó hiện tại thì nó đã mở rồi, nó mở cặp giao dịch là BSCS ở trên USDT vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 5, có nghĩa là ngày mai á, thì rút tiền vào lúc 16 giờ vào ngày 26 tháng 5. Thì các bạn chú ý ở đây là theo giờ, theo cái múi giờ nào để có thể mà lên và thực hiện chính xác. Thì ở đây nó có hai hoạt động diễn ra. Thứ nhất là cuộc thi tiền gửi BSCS 12.000 BSCS và vào ngày thứ bảy 17 giờ ngày 22 tháng 5 và đến 23 giờ ngày 26 tháng 5. Thì hiện tại hoạt động 1 của nó đã đang diễn ra rồi. Thì vì thế mà các bạn có thể xem chi tiết, Phương cũng sẽ để cái medium chi tiết của cái MXC này ở dưới cái phần mô tả. Hoạt động thứ hai là giao dịch BSCS và nhận tổng giải thưởng là 13.000 BSCS. Thì hoạt động này nó cũng diễn ra vào ngày 21 giờ ngày 24 tháng 5 và đến ngày 23 giờ ngày 27 tháng 5. Theo giờ này các bạn lưu ý là theo giờ này nên các bạn phải là chú ý và cũng như là có thể là tham gia đúng vào hoạt động. Thì cái chi tiết của cái giải thưởng của cái hoạt động này thì Phương cũng sẽ liệt kê cho các bạn, là với là những cái người mà có số người dùng mà gửi BSCS dưới 100 á, thì có thể chia sẻ tổng giải thưởng là 4.000 BSCS tương ứng với số tiền gửi, và những cái người dùng gửi không dưới 400 á, thì có thể là chia sẻ được tổng giải thưởng là 8.000 BSCS. Rồi giải thưởng của cái vòng hoạt động 2 này thì các bạn cũng sẽ thấy được là có 10 người đầu tiên thì sẽ được giành được, thì người thứ nhất sẽ giành được 3.000 BSCS, người thứ hai sẽ giành được 1.500 BSCS, hạng thứ ba sẽ giành được 1.000, và những cái từ hạng 4 tới đến hạng 10 thì sẽ giành được 500 BSCS. Thì đây là những cái hoạt động rất là hấp dẫn để các bạn có thể tham gia và kiếm được lợi nhuận. Thì mọi chi tiết về cái dự án này á, thì các bạn có thể lên những cái trang web chính thức của trạm BSC để có thể mà theo dõi cũng như là tham gia vào ha. Thì cái thông tin chi tiết về cái cuộc thi cũng như là những cái thông tin liên quan đến là những cái hoạt động mà Phương vừa nói trên thì Phương sẽ để ở dưới phần mô tả để các bạn có thể vô xem và làm theo. Thì đến đây Phương cũng xin kết thúc cái video clip của mình. Thì hy vọng các bạn là có thể tham gia và trúng được thưởng. Thì đây cũng không phải là một bài để cho các bạn có thể lời khuyên đầu tư của các bạn. Vì thế là mọi quyết định các bạn vẫn phải phụ thuộc vào mình nha. Và Phương không có ý định khuyến khích cho các bạn hay là những cái lời đầu tư này, vì Phương sẽ không chịu trách nhiệm vì những cái việc mà các bạn tham gia vì mất tiền. Các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh YouTube của Tiểu Phương Crypto nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip lần sau. Xin chào.